Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 50 năm 2024 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 83 năm 2017 của Chính phủ, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, gồm tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến các nội dung của Nghị định về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập huấn hướng dẫn triển khai thi hành Nghị định, rà soát các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ theo quyết định của Bộ Công an trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời rà soát kiểm tra cơ bản và phân cấp quản lý trong công tác phòng cháy chữa cháy.